Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục quảng cáo kiếm cháo của mình. Nếu như các bạn muốn mua key bản quyền hoặc key của các phần mềm làm việc cũng như là chơi game với giá cực kỳ rẻ, và rẻ hơn nữa khi mà áp cái mã giảm giá dành riêng cho fan của PC Gaming, thì hãy đến với CDK Deal các bạn nha. Một trong những trang web có thể nói là bán key bản quyền cũng như là key phần mềm cực kỳ rẻ. Đấy, key Windows 10 này, key Office này các bạn này, với giá cực rẻ luôn. Và đặc biệt là với mã giảm giá dành riêng cho fan của PC Gaming, đó chính là PCG30, thì giá sẽ lại còn rẻ hơn nữa khi các bạn đặt giảm thêm 30% các bạn nhé. Và làm thế nào để có thể mua được? Đầu tiên là các bạn hãy tạo một cái tài khoản ở trên trang CDK Deal. Đó, sau khi các bạn tạo xong tài khoản thì các bạn chỉ việc đăng nhập vào, nó sẽ báo tài khoản của các bạn ở trên này như thế này. Và các bạn chỉ cần tìm đến cái phần mềm các bạn cần mua bản quyền. Thì ví dụ như ở đây là mình sẽ mua cho các bạn cái key Windows 10 phiên bản Pro các bạn nha. Đấy, thì các bạn chỉ việc ấn vào phần Buy Now này, các bạn chờ một lát. Đấy, đến đây các bạn nha, thì các bạn giá hiện tại đang là 22,72 đô, thì các bạn áp cái mã giảm giá là PCG30, sau các bạn ấn vào phần Apply này. Đấy, thì giá sẽ giảm 30% xuống còn 15,9 đô, tức là trừ đi 6,7 đô. Đấy, các bạn ấn vào cái phần Smith Order này. Sau khi các bạn ấn vào phần Smith Order thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hình thức thanh toán ở đây. Các bạn có hình thức thanh toán nào thì các bạn chọn. Ví dụ như mình có PayPal thì mình sẽ chọn vào PayPal. Sau các bạn ấn vào phần PayLow này, xong các bạn nhập cái tài khoản PayPal của các bạn vào là xong thôi. Đó, sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trang web là báo là bạn đã thanh toán thành công. Và đây là cái mã đơn đặt hàng của các bạn này. Thì các bạn chỉ việc quay lại cái tài khoản của các bạn này, ấn vào phần You Center này. Các bạn ấn vào cái phần My Order này. Thì nó sẽ hiện cái danh sách mà các bạn đã mua. Thì ở đây chúng ta sẽ chờ một lát thì người ta sẽ gửi cái key vào cái tài khoản này của các bạn nha. Các bạn chờ một lát đi. Đó, sau khi thanh toán của các bạn được xác nhận thì bên trang web sẽ gửi cho các bạn một cái phần key. Thì các bạn ấn vào cái phần View Key Code này. Các bạn ấn vào cái phần Get the Key này. Và các bạn chỉ việc copy cái key này vào phần kích hoạt Windows. Đấy, vào cái phần Activation này. Và Windows 10 kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Chúng ta đã hoàn thành quá trình mua và kích hoạt Windows 10 bản quyền phiên bản Pro. Còn với Office thì sao? Thì chúng ta sẽ thử với Office các bạn nha. Ở đây là Office 2016, là Office 2019 và Office 2021 này. Thì chúng ta sẽ mua cái Office 2019 này cho nó rẻ các bạn nha. Office 2021 thì có vẻ đắt hơn. Thì cũng như tương tự thôi, các bạn sẽ chọn vào phần Office này. Ấn vào phần Buy Now này. Sau đó các bạn cũng nhập cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn ấn vào phần Apply này. Chúng ta sẽ chờ một lát. Đó, sẽ được trừ đi gần 20 đô các bạn nha. 19,99 đô gọi là 20 đô, chúng còn 46 đô. Sau các bạn lại ấn vào Smith Order này. Và cũng ấn vào phần thanh toán các bạn nha. Đấy, cũng vào phần mình có PayPal thì mình chọn PayPal thôi. Các bạn có cái gì các bạn sẽ chọn vào cái đấy. Đó, sau khi thanh toán xong thì trang web cũng báo là bạn đã thanh toán xong và đây là cái mã đơn hàng của các bạn nha. Các bạn lại làm như phần Windows là trở lại vào nộp cái đó. Sau khi xác nhận thanh toán xong thì bên trang web lại gửi cho các bạn một cái key vào đúng cái tài khoản của các bạn. Các bạn lại làm tương tự là các bạn ấn vào phần View Key này và ấn vào phần Get the Key, là chúng ta sẽ lại có key Office 2019 và các bạn lại copy vào và kích hoạt trong Office giống như làm với Windows. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình mua bản quyền Windows 10 và Office với giá cực kỳ rẻ. Đấy, nếu mà các bạn nào muốn sử dụng bản quyền cho nó yên tâm thì hãy tham gia với CDK Deal. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.